Hôm nay ngày 27 tháng 10 2024 âm lịch, chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời, Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 6 quý vị. Ngày nào cũng nhắc mình một câu Phật hiệu niệm đến cùng: Quyết Chí Một Đời, Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Mà đã là quyết tâm muốn sanh cực lạc thì chúng ta đem những cái buồn giận hận trách đem ra đi. Vì sao? Vì mình muốn sanh cực lạc. Vì mình muốn sanh cực lạc quý vị. Nếu như bây giờ mà mình muốn sanh cực lạc mà cái thứ gì mình cũng gom vào tâm mình, buồn giận hận trách tùm lum thứ để trong tâm, vậy thì thấy không phù hợp. Vì coi cái người ở thế giới cực lạc gọi là thượng thiện hội tụ một nơi. Còn mình như thế nào? Mình buồn giận hận trách người ta thì sao thiện được? Nhà nước nói rằng cái người mà muốn niệm Phật sanh cực lạc thì quán phải quên, ơn phải nhớ. Ơn nhớ, quán quên. Niệm Phật tương ưng. Niệm Phật tương ưng, nhớ nghe quý vị. Còn mình thì như thế nào? Ngược lại. Mình ngược lại thì thua rồi. Ơn thì quên, quán thì nhớ. Nó giống như có một câu chuyện. Một vị thầy giáo này, ông bỏ ra thời gian gần 20 năm giảng dạy. Và ông giảng dạy rất là nhiều tầng lớp được lợi ích. Và ông đã hướng dẫn ra được một số người rất giỏi. Nhưng có một lần ông giảng dạy phân tách một con số đơn giản. Thí dụ như 8 cộng 1, ông nói lộn là bằng 10. Chỉ một con số như vậy thôi. Những người học trò ông về nói cho cha mẹ nghe. Cha mẹ lại cảm thấy người thầy giáo này quá dở. Một bài toán cực kỳ đơn giản như vậy mà cộng sai. Rồi lại mở rộng phạm vi ra, truyền miệng ra. Cuối cùng, nhiều người nói ông và áp lực đến ông rất lớn. Cuối cùng, ông không còn làm thầy giáo nữa. Xã hội đã mất đi một thầy giáo rất giỏi. Trong khi gần 20 năm của ông cống hiến cực kỳ đặc biệt, lợi ích cho bao nhiêu con người. Nhưng chỉ có một lỗi lầm mà ông đã không còn làm thầy giáo nữa. Quý vị nghe câu chuyện này, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Có những con người làm việc thiện nhiều không tưởng tượng được. Nhưng có những người kể thì toàn là kể cái lỗi của người ta. Một bài pháp giảng cực kỳ vui, cực kỳ hay. Không nghe được cái hay, cái vui. Mà nghe những cái đoạn cắt lại nhỏ 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 những đoạn mà châm biếm để nói thì tâm của mình cỡ nào quý vị? Nếu như mình soi gọi là tâm mình sẽ xem cái tâm mình cỡ nào, cái tâm mình xấu cỡ nào. Nếu như cái tâm quý vị là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, cái tâm tốt, cái lỗi lầm đó mình không muốn nhớ, mình nên nhìn cái thiện tại tâm mình thiện. Còn nếu tâm mình xấu, mình sẽ đi nhìn cái xấu. Nhưng chúng ta đều có xấu và tốt. Nhưng phải cân bằng được. Nếu hoàn toàn một con người làm bao nhiêu việc tốt mà bạn chỉ nói người ta xấu không, thì thua. Nên mình là người niệm Phật muốn sanh cực lạc, quý vị nhớ. Quyết chí đời này phải về cực lạc. Không phải chỉ có cái miệng, mà nó phải phát từ cái tâm. Mà đã là cái tâm mình muốn sanh cực lạc, thì con người mình ơn phải nhớ, quán phải quên thì đúng. Nên những người hướng quý vị tu hành, những người dẫn dắt quý vị đi tu hành, nếu tâm lượng hẹp hòi quá, làm sao được lợi ích? Ơn thì quên, mà quán thì nhớ. Mà có khi cũng không đụng chạm gì mình,
Nên những Đức mới nói rằng tổ sư dạy rất hay, tin sâu nhân quả. Nếu bạn tin sâu nhân quả thì tất cả người ta là nhân quả, bạn phải tin. Còn bạn nên nhìn lại nhân quả của bạn mới là đúng. Nếu như mình mà không tin sâu nhân quả thì con người mình học đạo sẽ không có kết quả. Nên trên bàn thờ mình thờ cúng Phật đâu có còn cần dùng hoa hoặc ăn trái cây đâu. Nhưng mà mình cúng hoa quả là gì? Nhắc mình tin sâu nhân quả. Mình cúng nước là gì? Nhắc mình giữ tâm thanh tịnh. Cái này cực kỳ quan trọng. Nên có những người mình học Phật thời gian rất lâu, nhưng mà cái chỗ tin sâu nhân quả mình nghe nhưng bỏ ngoài tai, không hành trì. Cuối cùng mà lại chuốc tai ương về cái nhân quả của người ta mà mình xen vào. Đây đáng sợ lắm. Nên phải tin sâu nhân quả, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Bạn là người quyết tâm muốn sanh về thế giới cực lạc thì bạn mới nhớ. Ơn nhớ quán phải quên. Nhưng Đức thấy có những Phật tử, người ta đến cái nơi mà những Đức đã từng ở qua, thăm những người già. Những người già người ta gặp những Đức người ta mừng. Không phải, những người già người ta gặp những người Phật tử đó người ta rất mừng. Đa phần người ta đều hỏi thăm những Đức. Còn có những điểm, thí dụ người ta muốn hỏi người ta không dám hỏi. Thì có người ở điểm đó như thế nào mà làm cho cái tâm con người quên ơn như vậy? Nếu bạn như vậy thì bạn đang phá hoại hoàn cảnh của nơi bạn đang ở, phá hoại hoàn cảnh cái nơi bạn đang ở. Quý vị phải nhớ rằng cái ác nhất của con người là bạn làm cho người ta quên ơn để quên người. Quên người để quên ơn thì bạn là cực kỳ ác, và bạn cũng đang hại bạn. Bạn cũng đang hại luôn cái hoàn cảnh nơi bạn ở, hủy hoại luôn cái duyên phước của bạn luôn. Bạn phải nhớ rằng bạn phát triển duyên phước cho người thì duyên phước bạn cũng tăng. Bạn đoạn duyên phước người ta, duyên phước người ta vẫn không bị đoạn. Vì trong tâm niệm, trong tâm niệm của người ta quý mến vẫn là quý mến. Dù người ta có miệng người ta không dám nói, người ta sợ bạn, nhưng tâm niệm người ta thầm cảm ơn, thầm nhớ. Đó mới là chỗ quan trọng. Nhưng bạn dùng thế lực gì bạn ngăn chặn lại, không cho người ta nói gì cả, không cho người ta được thoải mái cái tâm, thì bạn đang diệt cái duyên phước của bạn, và bạn đang làm cho lụng bại cái hoàn cảnh của bạn đang ở. Đáng sợ lắm, cực kỳ đáng sợ luôn. Nhớ, nếu như bạn phát duyên của người ta, giúp cho cái người đang ở đó biết ơn, thì người ta sẽ quay lại hoàn toàn biết ơn bạn. Hoàn toàn biết ơn bạn. Nên cái tâm biết ơn là tâm cực kỳ quan trọng. Thí dụ như những Đức đi đến một cái nơi đầu tiên những Đức ở, cả đời những Đức nhớ ơn, đem cái pháp tu này hướng dẫn, phương pháp niệm Phật lễ Phật đều từ ngay cái nơi đầu tiên những Đức đến. Và cái cách chia sẻ Phật pháp của những Đức cũng học từ ngay người đó. Nên cả đời những Đức thầm biết ơn và báo ơn bằng cách là đem câu Phật hiệu này chân thật giới thiệu dù bất cứ hoàn cảnh nào. Những Đức đi đến là nơi thứ hai, những Đức có cơ hội ở được 10 năm. Toàn tâm toàn ý, nhiệt tình hết lòng. Nơi đó những Đức đã đào tạo ra được một số người, hiện tại họ đang tiếp tục lo việc tốt đẹp ở nơi đó. Rất rõ ràng, quý vị coi, cái này là 100% rồi. Dù cỡ nào thì những con người đó đa phần là một tay những Đức rèn luyện mà ra. Dù họ có nói như thế nào, họ có thương hay không thương những Đức, họ có nhớ ơn hay không nhớ ơn gì, thì việc này 100% chính một tay những Đức đào tạo họ ra. Khi họ mới vô chùa biết gì đâu,
ai là người dạy mình, ai là người nhắc mình, ai là người dẫn dắt mình, ai là người sắp xếp việc cho mình, ai là người đã chỉ mình cách quản chúng thì sao? Nếu như đoạn cái tâm cảm ơn đó thì bạn ra người gì? Bạn không có dùng câu nói gì để thông được hết. Bạn không thể nào nói câu gì để thông được hết. Nếu như bạn quên ơn thì bạn dạy người ta cái gì bây giờ? Bạn đang làm cho duyên phúc của bạn mất đi, hoàn cảnh của bạn bị rủi tàn, khổ đau, không khéo đi vào chỗ như vậy. Đây là cái quan trọng. Nên nói người niệm Phật muốn sanh cực lạc, chúng ta quyết chí cầu sanh cực lạc thì ơn nhớ quán quên. Đây là câu cực kỳ quan trọng mà quý vị mỗi người phải nhớ. Ơn mà nhớ thì duyên phước tăng, quán mà quên thì nghiệp chướng tiêu. 100%. Thí dụ như có những người đã từng biết những đức, họ gặp có những người họ nói rằng bây giờ tôi với người đó chở mặt với nhau. Những đức nói tôi chưa bao giờ chở mặt với ai, dù tất cả những người có nói tôi như thế nào, tôi cũng chưa từng chở mặt với bất cứ một người nào. Tôi chưa bao giờ trong tâm tôi ghét quý vị, vì tôi không cần thiết phải làm điều đó. Chư Phật đã quá thương tôi, đã cho tôi được cơ hội, được tu tập, được có thời gian rảnh rỗi, được nghỉ ngơi, đó là điều tôi thật sự cảm ơn nhân duyên Phật Bồ Tát đã sắp xếp. Và những anh em làm việc tiếp tục công việc của tôi rất ghi nhận tấm lòng đó. Tôi nói rất nhiều lần, khuyên Phật tử rằng có dịp ghé. Bao nhiêu người già những đức đã từng nhận chúng trong chùa, đa phần những đức đều nhận. Đây là lời chân thật của những đức gửi đến quý vị. Nếu như nơi đó lo cho con người, nhiều người già cả đời rất là khổ, được có một nơi ở như vậy, các cụ rất là vui. Nên quý vị nếu có điều kiện mua đồ ăn, thức uống, phụ giúp người trong đó để giúp đỡ cho các cụ. Ba điểm chia đều ra hết. Hai đậu tràng nhỏ thì quý vị cứ đến thăm các cụ. Mỗi lần đến thăm các cụ sẽ rất là vui. Nhà đức coi những công đoạn Phật tử người ta đến thăm, người ta quay lại, mình coi mình rất là xúc động. Thật sự rất là xúc động. Trong tâm niệm như Đức nói rằng mình rất thương con người, rất thương cụ già, trẻ em, người mù, người què, người tật nguyền. Nên có nhiều Phật tử gặp như Đức nói rằng có khi gặp người mù ở ngoài đường, chỗ này chỗ kia, chỉ cần họ đeo máy niệm Phật thôi, là những người mù sẽ hỏi ô tiếng của Thầy Đức, cho tôi hỏi Thầy Đức giờ đang ở đâu. Những người mù nó hỏi Thầy Đức đang ở đâu. Thầy đi rồi không thấy tổ chức chương trình khiếm thị nữa, chúng tôi buồn quá. Nhiều người gặp như Đức nói như vậy, vì chỉ cần nghe tiếng như Đức họ hỏi ô tiếng niệm Phật Thầy Đức vậy ta. Nên nhân duyên máy niệm Phật như Đức bây giờ người ta làm khắp nơi nơi, phổ biến rộng vô cùng. Nó những cái video người ta đem lại cho những Đức coi, những cái đèn bông sen đồ làm mẫu mã rất đẹp, có số điện thoại người ta đó quý vị, có điện thoại bị đặt để gia đình mình lợi ích tốt mà quý vị. Những đức bây giờ ai làm máy niệm Phật đồ này kia, đem đến cho những đức coi mẫu mã, như đức sẽ nêu lên vậy thôi, để cho phổ biến khắp nơi nơi, cho nhiều người được nhờ. Còn riêng những đức thì không có đụng vô cái chuyện đó. Bây giờ những đức lo niệm Phật, lo tu tập thôi. Thấy không? Nên phải nhớ kỹ người tu hành của mình. Ơn phải nhớ, quán phải quên. Bạn mỗi ngày niệm Phật cho nhiều nhưng mang chết trong tâm một cái sự quán thù thì bạn đang tiêu sạch duyên phước của bạn đó, đừng nói mà sanh cực lạc. Thấy không? Nên có những người những đức nói rằng cha mẹ họ những đức lo, người thân họ những đức giúp, bản thân họ gặp sự cố những đức cũng giúp, nhưng mà bản thân họ lại quên đi những điều đó. Đây là những điều quý vị phải ngồi suy nghĩ lại. Con người còn sống là còn cơ hội quay đầu, còn sống là còn có cơ hội để sám hối. Sám hối bằng cách nào? Sám hối không phải đi lại với nhau, mà sám hối là sửa lại cái tâm mình, chỉnh tốn cái tâm lại. Con người thì ai cũng có cái sai hết,
Nhưng chỉnh đốn cái tâm lại là điều đúng. Để cảm giác biết ơn. Cảm giác biết ơn. Quý vị biết rằng cái tính nhận đức, nghĩ rằng một đời có người sống đi qua, nên nhận đức đã từng đọc bài kệ này rất nhiều lần. Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Sống sao cho thật ý nghĩa, quý vị. Cứ nghĩ như vậy mà nhiệt tình hết mình, dù là trong mùa dịch vẫn mở cửa ra cho quý vị vào. Có những người thời điểm đó ở trong chỗ Nhân Đức đã từng coi, Nhân Đức lo giúp cho họ cười, họ vui. Những lúc đó tại sao mình không nhớ, quý vị? Và bao nhiêu chương trình cho quý vị được vui, tại sao quý vị không nhớ? Khi cái nghiệp Nhân Đức cái gì đổ ra thì mình lại đặt vào đó để đi thất vọng. Bản thân mình có sai hay không? Đúng không? Đây là những điều Nhân Đức nhắc quý vị chứ không phải trách quý vị. Mà mong rằng con người sẽ quay lại được cái tâm thiện. Đó là điều tốt. Quay lại cái thiện tâm, đó là điều tốt. Nhớ ơn. Nên những đức nói rằng, hai điểm chùa đã cho những đức cơ hội hướng đến Phật Pháp, tịnh độ. Nên những đức luôn luôn nhiệt tình hết mình, đem một tịnh độ giới thiệu bằng cả tấm lòng. Ghi nhận cái ơn sâu, nghĩa nặng này từ tặng đáy lòng những đức. Và các anh em những đức đã từng có thời gian làm việc qua, bây giờ dù mấy anh em làm vai trò đó tiếp tục, những đức luôn luôn cầu mong cho mấy anh em làm tốt. Và mãi mãi trong cuộc đời những đức với mấy anh em luôn luôn là tình nghĩa anh em bạn bè. Chưa bao giờ, dù mấy anh em có đối xử những đức như thế nào, những đức cũng không bao giờ có tâm hờn trách, không thích. Mong mấy anh em được thành công. Nhưng con người sống phải có tình, có nghĩa và phải biết ơn. Đừng giỏi vàng quên ơn phụ nghĩa. Sống như vậy không đúng làm người đâu. Nhớ kỹ, làm người như vậy không đúng. Phải nhớ chỗ này. Nên phải biết ơn, nhớ ơn, để hướng dẫn người tiếp tục. Đây là điều rất quan trọng. Rất quan trọng. Nên Phật tử chúng ta đã cùng ta từng đến những nơi những đức đã từng ở qua. Dù bây giờ những đức không ở, nhưng những đức cũng mong quý vị ghé thăm các cụ. Dù ở nhà bây giờ quý vị có phương pháp tu, nhưng quý vị ghé thăm các cụ, hoặc là quý vị đi đến cộng tu, đó là chuyện của quý vị, điều tốt hết. Quý vị có được điều kiện thì mua đồ ăn thức uống gì đó, nhất là thực phẩm chay, cho các cụ được đổi món, đại chúng được đổi món. Và chia ra cho 3 điểm cân bằng luôn. Ngày xưa thì chỉ có một mình những đức lo hết, bây giờ thì chia ra 3 điểm, quý vị nên cân bằng ra. Bên Đại Tùng Lâm là đông nhất, Đạo Tràng Ba là đông thứ nhì, bên Hộ Pháp là đông thứ ba. Thì quý vị hãy tự cân bằng chia đều ra cho 3 điểm chùa. Cho đó là sự động viên của quý thầy mới, để quý thầy nỗ lực đến để lo cho các cụ. Đó là điều những đức gửi đến bằng cả tấm lòng của những đức. Dù bây giờ những đức không ở đó, nhưng những đức vẫn mong nơi đó được tốt đẹp, các cụ được sống bình yên và vui vẻ. Quý thầy nhiệt tình lo cho các cụ. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.